Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải 2.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài luyện tập viết tiểu sử tóm tắt trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 2 trang số 63 Ở bài này sẽ giúp các em nắm vững hơn cách viết tiểu sử tóm tắt và viết được một bản tiểu sử tóm tắt để trình bày trước lớp Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện yêu cầu trong sách giáo khoa trang số 63 yêu cầu như sau tri đoàn anh chị sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào ban chấp hành hội liên hiệp thanh niên của tỉnh thành phố anh chị hãy viết tiểu sử tóm tắt của đoàn viên đó một viết tiểu sử tóm tắt hãy lần lượt hoàn thành một số yêu cầu xác định mục đích và yêu cầu viết tiểu sử tóm tắt xác định nội dung trình bày trong bản tiểu sử tóm tắt tìm hiểu người giới thiệu để có những thông tin cần thiết viết bản tiểu sử tóm tắt Trước tiên, chúng ta xác định mục đích và yêu cầu viết tiểu sử tóm tắt. Về mục đích là ta giới thiệu một đoàn viên ưu tú để tham gia ứng cử vào ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên của tịch thành phố. Về yêu cầu, thông tin bản tiểu sử tóm tắt phải chính xác, khách quan và tiêu biểu, những thành tích đóng góp của đoàn viên phải cụ thể về thời gian và số liệu dung lượng thì phải ngắn gọn, không quá 30 dòng, văn phong trong sáng, cô đọng, không sử dụng yếu tố biểu cảm về biện pháp tu từ. Tiếp theo, chúng ta xác định những nội dung trình bày trong bản tiểu sử bằng cách tìm hiểu người giới thiệu để có những thông tin cần thiết nhất. Trước tiên, phần lý lịch ta nêu họ tên đầy đủ, nam sinh, quê quán, thành phần gia đình của người được giới thiệu. Phần đóng góp thành tựu ta nêu những thành tích tiêu biểu về học tập và công tác đoàn, trong đó đặc biệt ta nhấn mạnh tới thành tích về công tác đoàn và thanh niên, về hoạt động xã hội, ta nêu những hoạt động xã hội tiêu biểu với những mốc thời gian cụ thể, về đánh giá và nhận xét, ta đánh giá nhận xét năng lực công tác, khả năng phát huy tốt ở công tác đoàn của đối tượng. Cuối cùng, chúng ta sẽ viết một bản tiểu sử tóm tắt chi tiết dựa theo những yêu cầu đã thực hiện ở trên. Phần 2, trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp. Từ việc hướng dẫn của cô, các em có thể hoàn thành một bản tiểu sử tóm tắt chi tiết, các em trình bày trước lớp với phong thái tự tin, rõ ràng, rành mạch, tập thể lớp nêu nhận xét và góp phần hoàn chỉnh bản tiểu sử tóm tắt của các em. Các em có thể tham khảo bản tiểu sử tóm tắt về nhà viết kịch Lưu Quang Vũ trong sách giáo khoa trang số 63. Như vậy Cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài soạn, luyện tập viết tiểu sử tóm tắt trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, tập 2, trang số 63. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé. Chúc các em học tập thật tốt.